lóc. Gì vậy? Lóc. Ê. Trời. Đi luôn rồi. Chút ướt con thổi chân luôn rồi. Ừ, tờ cầm cá. Lô chào nhà nha. Bữa nay tiếp tục thêm ba mình đi chống cá nữa nha nhà ơi. Kiếm cá lóc nó gần chống được mới con phi nè. Chào hai Linh. Ba anh mới đi chống được mới cái phi cả nhà ơi. Đi dạng cá lóc kìa, theo nó quay hồi thứ có không? Có về chiều nướng ăn nữa. Chiều mới chống được mới cá cục phi cả nhà ơi. Đem về kìa. Tiếp tục mấy anh em đi chống nữa. Hai anh em tiếp tục đi chống nữa cả nhà ơi. Chống nhà tới nữa. Sáng giờ được mới rồi. Cái phi nó bự á. Phải có phi không? Phi. Chuối đó đường nè, không có phi. Ủa, lụm một chú rồi nhà ơi. Ngồi thổng cho thích đằng này. Cái này vô một có phi lắm á. Chống mà có chuối vào quất được rồi. Cá làm khô mới ngon, chống dạ. Mà chống mà không lấy chuối không bắt. Chuối kiếm cá lóc không. Mà nó cá xèo luôn cái nhà ơi. Thôi nằm. Nào. Ít cá chuối cá lên sỉnh luôn mà cá phi xíu. Thôi dẫn mấy nhỏ chuối đây chống hồi chắc là gầu khẩm sùng luôn á. Thấy chứ úng 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 lên sỉnh không? Chạy chứ đâu. Bóp bóp hai cá dính là chạy. Lóc hả? Phi gặt nghi luôn hả? Cút đây con này lên xỉn nữa. Trong này tại mày bắt chứ, chứ tao đâu bắt đâu. Em ơi, trong này gì mà cá nhiều không phải? Nó ủng tôi thọc xuống cái làng nó xuống gành gành. Bắt hồi đi chịu phát luôn quá. Chốc ba này bắt cầu phi chắc lội. Có lúc có lúc không mà cái này lâu lắm thấy chuối này cá đã có lóc rồi ta. Chuối nhóc chừng nhóc chuối lự cho mà không lựa không lựa cá bự quá không lựa chú bự mới bắt tới chừng chuối bành kia cá xíu chuối xíu mà cá bành kia. Con phi gặt ghi luôn. Ờ, con phi này đây tới chiều khùng luôn. Khẩm sùng luôn á, khẩm sùng con phi quá. Tôi đoán là cá con phi á. Chú bành kỳ. Lóc không? Con phi á. Lóc lắm. Cái gì? Con phi nữa. Nhìn cho quăng tròn lùi đó mà được nào cá lóc.
cá lóc lỡ chú một cái ụt một đường tim ít xỉu xình thêm lên tim không. Một phi ha làm có úng cái là xỉnh dĩ lên bắt là chiều đây chiều cầu có chục ký chục ngoài ký con phi mà chú quá chạy cái nhảy quá bự chú quá bự lóc không chết lóc lóc không em chết đụng má pháo làm thiệt con phi vậy phi chà bá à con phi cái gì lên má. Xịn lên xịn cái quá mạng lóc rồi lên xịn dữ vậy. Chú cái ốc ốc nổi chưa mua bằng cái thúng dê ạ. Cá chép ông nội ơi. Cá gì? Cá chép. Chép. Cá chép chuối nè hả? Nè. Ờ. Thả luôn đi ông ơi. Thằng ơi cá chép vàng. Thì cái nhà cá chép vàng cho bá cả rồi. Ở đây coi chép vàng chào bá luôn nè. Ờ cái chép vàng mã chuối nữa chứ nè. Rồi thả nó đi phóng xanh luôn đi. Chép vàng ngon lành gì Phật cơ chép vàng cũng chuối nữa chứ chuối cái ốc nổi à gì không đón cái lóc không à chú đã có lóc là chuyện thằng nước lồng bóng ủng ủng rồi kìa con phi nữa hả à? Cái gì lóc lóc bành kia kìa nè tay nè ủa ủa tưởng con phi mới mò tay không đó mấy cá này chú không biết được mà hồi cá lóc và hồi cá con phi chú khó dòm hồi đủ mẹ cá chép nữa một cá chép cũng chuối luôn chú hoàng tròn lùi đường nó chạy hả chạy chuối á gà gà chú mặt tắt cái thế nào là lằn gánh phít phít cảm tình đó. Chú nó quận đó. Nó là cá lóc xiềng luôn đó. Cái gì? Ông thấy chỗ chú không? Chích bên tay mặt á. Cái gì vậy? Ui. Cô phi chiếm đâu 70-80% cái cô phi. Cái này cô phi gặt đi luôn. Cái này làm khô chắc ăn gắt tới Tết luôn á. Chú nhỏ mà chú bự mà chú quá chú cả nhà mà lượm mấy con bự bự mới mò không à nhiều khi chú bự con bành kia cá xíu chạy luôn hết vậy chú cái xèo lên nhưng mà cá xíu mò leo lên leo xuống. Không điện cái linh nhảy ủng ủng
cá lóc đó, nó lên bóng đó. Hết thấy đường luôn quá. Lóc không? Lóc không? Bởi vì chú giờ biết cá lóc. Cá ú tời, cá 150 gram, quay cá khác cả, còn cá lóc nè, có khúc rồi. Còn ấm mà, ú quay luôn, ô thùng, cá đó là cá lóc chú chắc lội luôn đó. Phải không? Giờ một cái đường biết cái lóc chú. Một chút cái lóc nữa. Cá lóc mà mới phải không? Ha. Vì cái lóc lên là nó lên tìm xèo xèo không? Câu gì không hả? Không bự không? Nước lên chảy. Cái đó là chắc lội cá rô phi đó, không đường nào chạy khối. Tiêu luôn hả? Lên luôn rồi què. Rô phi phải không? Chú giờ là biết ảnh nè. Điều nó lên thiệt, nó thuồng. Cái linh cái này chưa xuống sông, còn chạy trên ruộng bay bay. Ngoài đó, lại về đường nhà xuống. Ủa, nó nhảy đó. Ủa, kìa. Cũng em lùi luôn. Cá đó chắc lội rô phi rồi, hết chạy rồi. Chú cái chừng cắm đầu tuốt dưới, bây giờ lên xịn luôn. Mày kêu chứ tao bỏ nữa. Một tay không thôi. Cá đó chắc ăn rô phi rồi. Đã xuống lâm liền hả? Đổ trà bá lên luôn rồi. Lóc. Gì vậy? Lóc. Ê. Trời ơi. Đi luôn rồi. Chút ướt con đội chân luôn rồi. Ôi, tờ cầm cá. Giống nhỏ nữa. Kêu. Chút nó ướt con đội rồi sảy cá lóc luôn rồi. Cầm cá biết lãi ngang. Nhảy con cá đó mang gì vô xuồng luôn nè. Cái gì vậy? Cái lóc nó tiêu luôn rồi.
sảy cái tiêu luôn. Cá là chắc chống một huy nữa. Ho. Tròn ấm không? Nó giống cá lóc chui. Còn nãy giống còn cá lóc đó. Ủa phì cho bà. Đâu trước mặt đâu á, hút gì à. Vô cá lóc rồi. Cá lóc phải không? Siêu mà chú lên xịn. Mò cái cầu phi dính quá, nhất là biến mò cầu phi luôn. Đó là cá lóc 100% luôn đó. Ho. Ra ngoài luôn cái gì vậy? Cá chuối cá lóc hình gánh mà. Ít chặt luôn cái gì rồi. Hụp rồi, úp hụp rồi. Đâu? Cái gì vậy? Tặng gấu phi không à? Lóc quầy lóc á. Ừ. Thằng cái cá lóc ụt rồi mà chê. Đổ mấy kêu kia thì dài bữa đựng mượn của tao nhỏ nhỏ. Cờ hề hề đâu có đâu. Quê mắt luôn. Hai ba bữa sau mất tiêu luôn. Quàng lên đem rồi lùi luôn. Ta đẩy lên tìm ngay chân chỗ nào ta mò xuống cái lụm ngay đầu. Cái gì vậy? Lắc chứ gì? Đi luôn hả? Chạy nhảy lên ông ơi. Nhảy lên rồi. Nhảy cụt lên rồi. Mò cua. Cái lóc mà đi mò tai. Thích gơm không? Đi nữa. Xảy nữa rồi. Húng vậy. Phi lên ủng 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 rồi kìa. Tìm nào nấy đèn lùi. Cá lóc đó mà. Có không? Cô phi quá. Lắp hoài. Cháu hoài tao biết. Giết lầm chứ không tha lầm. Cậu tao không thú.
đường mương hả? Cái gì vậy? Vậy đồ phi không? Đây trong tăng này dài dài về ngoài cái nhà ơi, dài dài về như đây đủ ăn rồi. Đây anh ba mình gỡ càng vô cái nhà ơi, cuốn cuốn đồ chống vô rồi hồi vô tới chống mình quay cho cái nhà xem nha. Đây hai anh em về tới nhà cái nhà ơi, kìa thùng cá kìa, chưa chắc nước cho nó kìa. Chị bắt cô phi lên đóng cô phi nữa nè, mở nắp ra cuốn nắp này nè, mở nắp chảy cá lóc ra luôn á, ngọt ra không. Còn cá hai cái cua đồng châu Á. Đây đi dài trước trước đổ cho quay cho cả nhà xem. Đây bà chị đổ rồi cả nhà ơi. Chết rồi kìa. Chết hai ba con rồi. Đu. Có rồi. Dữ tại. Dữ tại. Dữ biết chứ bộ. Nó nhảy luôn kìa. Ồ, là cái lóc nữa rồi nè. Đó, lóc ngon không? Bán cho mấy nhỏ con bự luôn, mấy thằng này nó nhậu luôn. Ờ. Đều gan luôn. Tại con nào mấy điều gì mấy nấu qua nhậu rồi xịt gì. Qua đi xịt qua người khác kìa. Nướng ăn. Nó đều gan luôn. Đều gan luôn, thằng tẩu. Con mà biết mà gỡ xương. Ồ, nhẹ ác ha. Mình đâu có gì thì xương mà gỡ. Rồi clip cũng dài cả nhà ơi. Chúc cả nhà một buổi chiều tràn đầy phúc bên gia đình bên người thân nha. Mấy ba cả nhà nha. Bye.